that's good to know. All right, let's go. Okay, so last time we stopped here ở cái chỗ mà đi vào chỗ trống con ha. So, ở bài này là chủ yếu là bài ôn tập thôi nên cũng không có nhiều nhiều để làm. We're planning to chấm 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 on Sunday morning. There's little traffic at this time. Vậy thì mình sẽ điền cái gì vào đây? Set out. Set off. À, ok. Set off. Giỏi chứ. Cô cũng quên rồi. Set off nghĩa là gì con? Hầu như. Ok. So, the synonym is to start a journey á, nghĩa là gì? Hả? Start a journey là gì? Vòng quanh thế giới. No, 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 no. Around the world mới là vòng quanh thế giới. Còn start a journey có nghĩa là gì? Bắt đầu một cái gì? Bắt đầu một Journey. Một cái hành trình. Đấy, một cái hành trình. Start a trip hoặc là journey là bắt đầu một hành trình. And all right. Next thì mình có can you chấm chấm at the next petrol station. Cũng là một cái S luôn. I want to buy some drink. Can ngừng lại ghé qua. Ngừng lại ghé qua là gì? Liên quan tới chữ stop gì? Stop at hả? Đâu nó là stop. Stop off hả? Mới nghe luôn. Không có chữ này con ơi. Nó có chữ này luôn. Để cô coi có stop off luôn nè. Có luôn. Wow, có luôn. Rồi, hay quá anh ơi. Rồi, stop off nha con. Yeah, xuất sắc. Stop off có nghĩa là let's see, stop off có nghĩa là stop over nè. Đấy, drop in nè. Đấy, có nghĩa là ghé qua. À, ngừng rồi ghé qua thấy ông này nè. Ông stop off ở đây rồi, ông đứng ông giữ người nè. À, gọi là stop off. Rồi. Amazing. Tiếp. The students were talking, so the teacher decided not to jump jump till everyone was quiet. Carry Con làm bài này chưa vậy? on. Chưa hả? Nhớ luôn vậy? Carry Con on không biết. nghĩa là gì? Cái này còn hơn cả học sinh xuất sắc nữa. Trời má ơi, không nhớ mà điền được luôn, xuất sắc. Carry á là bình thường, thí dụ mình carry một cái túi như thế này nè, gọi là làm gì? Đấy, như là carry nè. Yep, gam bưng. À, xách ha. Carry on là xách lên hả? À, carry on Con hả? Carry on có nghĩa là tiếp tục. On with hay là carry on about, tiếp tục về chuyện gì đó. Carry on là tiếp tục ha. Carry out là làm. Carry over thì cô không biết. Carry on là tiếp tục mà. Rồi, so carry on. Tiếp tục đi. Các bạn tiếp tục đi là not to carry on until everyone was quiet. When we moved out of Britain, I had to on my school friends. À, biết rồi. Để lại. Move to another country. So you chấm 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 cái gì đó. Friends.
để lại phía sau á con. Con không nghe được tiếng coi. Nó kêu để lại phía sau là gì? Để lại là gì? Rời đi á. Leave. Leave. Rồi, để lại một cái bình luận là gì? Leave a comment below. Rồi, leave a comment below chứ hỉ? Leave a comment below. Comment. 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 Rồi, để lại bình luận bên dưới. Leave a comment below. Rồi, next mình có nè. So, để lại phía sau cũng là leave. Rồi, phía sau là gì? Không nghĩa là behind. That's right, behind. Behind. Yes, behind. And, okay. Behind. Leave behind. Leave behind. Okay. All my school friends, my grandparents used to jump, jump, jump us when my parents went on business trip. Nên chưa làm gì ta? Đã nhiều lắm. À trời, hay quá. Hay quá nơi. Right, stay with us. Okay, hay quá nơi. Rồi, xuất sắc. Next, con cứ giữ phong độ này lúc đi thi nha con. Lúc đi thi đôi khi mình không biết đó là cái gì nhưng mà mình cứ lụi vô nha, nhiều khi mình không hiểu nhưng mình cứ lụi vô. Rồi, rồi nó trúng nó không trúng thôi. Mà nó trúng thì mình hưởng. Đấy. So bây giờ người ta đòi hỏi mình làm cái thì present perfect simple là thầy gì á con? Present. Hey. Hiện tại hoàn thành. Rồi, right. Present continuous. Hiện tại tiếp diễn. Alright, present perfect diễn tả cái gì? Một hành động. Một hành động để kết thúc trong quá khứ chưa? Yeah. Yeah. Rồi. Kéo dài từ quá khứ hay kéo dài từ hiện tại? Kéo dài từ nè, con thấy nè, thì present perfect là người ta để từ đây tới đây nè. Đấy, vậy nghĩa là sao? Kéo dài từ quá khứ tới hiện tại và chưa biết tương lai có còn tiếp tục hay không thì gọi là hiện tại hoàn thành. Thí dụ như con đã và đang học tiếng Anh được 8 năm, 2 năm gì đó. Đó. Là hiện tại hoàn thành. I have ha, verb 3 verb ed, have has verb 3 verb ed. Đấy. Rồi là hoàn thành, còn hiện tại tiếp diễn là gì con? Hiện tại tiếp diễn là diễn tả một hành động như thế nào? Diễn tả một hành động đang đã hay là sẽ diễn ra? Dạ đây. À, đang things dạ. Are đây hay đã? Dạ đang. Đang things that are happening at the moment of speaking. Ha? Chuyện mà đang diễn ra ngay cái khoảnh khắc mình nói luôn đó thì là hiện tại tiếp diễn, và cấu trúc của nó là to be with in. Đôi khi nó còn diễn tả những cái việc là cứ lặp đi lặp lại hoài á. You're always complaining. Các bạn lúc nào cũng phàn nàn vậy thì mình cũng dùng with in ha. Rồi. Next mình sẽ có alright, bây giờ người ta hỏi mình là nên dùng hoàn thành hay là tiếp diễn ở đây nha. We chấm chấm never do a bungee jump. Vậy thì mình dùng cái gì vậy? Chúng tôi đang không bao giờ làm hay chúng tôi chưa từng làm? Chưa từng thật chơi thử. Chưa từng. Không bao giờ. À, chưa từng. Chưa từng ha, chưa từng, chưa bao giờ. Vậy thì mình nên làm gì ở đây? We are never doing, hey, we have never done. We have never done. That's right, have never been. Rồi, next, câu tiếp theo không có, không có, không có bài bài nữa đâu nha. Rồi, next. We have.
haven't learned À. for long. Learn viết sao con? L-E-E-R-N. Rồi gì nữa không? Rồi gì nữa không? Learn. Lunch. Hả? Có lên lunch nữa hả? Đi Mới. Là gì vậy? Làm sao cho nó về với ba? Một là con thêm đi. Ha. Hai là con thêm tờ. Nó có hai version vậy đó. Thí dụ một lên 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 vậy nè. Còn không á. Learned. 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 Learn. À. Nhưng mà thường thì người ta dùng ed cho nó nhanh. Đấy. So khỏi cần phải nhớ. So we haven't learned long. Đấy. We studied a week ago. Studied a week ago. Chúng tôi mới học một tuần trước thôi. Đấy. Rồi. Chấm chấm surf. Surf. Surf là gì con? Mình hay surf the internet. Surf the net. Nè. Lúc mình, when we have free time, we surf the net. So, what's that? What's that? Đây, gọi là surf the net nè. Làm gì? Nước mặt À, lướt, lướt web đó, lướt mạng đó. Nó là metaphor ha. Metaphor là một cái phép ứng dụ thôi. Rồi, they chấm chấm always want to surf. Làm gì vậy? away. Always. Rồi sao nữa? Chúng tôi đó giờ luôn luôn muốn lướt sóng hay là chúng tôi đang luôn luôn muốn lướt sóng? Chúng tôi luôn luôn muốn lướt sóng. Vậy là mình chia sao? Always want to stop. We always want to surf. Rồi sao nữa? Chúng tôi đó giờ luôn muốn lướt sóng hay là chúng tôi đang muốn lướt sóng? Luôn muốn lướt sóng. Vậy thì mình dùng hoàn thành. Theo hoàn thành thì mình sẽ chia làm sao? S, how has. Bước 3, bước đi. Rồi, vậy chỗ này mình thiếu cái gì? Yeah. Rồi, we always have and we have always. We have always. Rồi sao nữa? Want chi sao? One. Want verb 3 làm sao? One. Ten. Want thêm đi động sao? One. No. Want ed nó chỉ có hai cách, ba cách động nha. Tờ đờ thì con cộng ed con động là ịt. Đấy. Nếu mà động từ mà kết thúc bằng âm rung thì cộng đi bằng the. Còn nếu mà ông không rung như như là t -t -t thì cộng đi á bằng tờ. Đấy. Rồi. Next. Vậy thì ở đây mình sẽ one này động sao? One kết thúc bằng tờ cộng đi động sao? Quanh tờ là không có đó. Nếu vậy đâu có gì khác với sau lúc nó chưa thêm đi đâu. Ờ, wanted. Wanted nè. Have always wanted. I've always wanted. Yes. Đấy, chúng là cũng đã và đang muốn ha. So we wanted to solve. How many times to England? Rồi, bạn đã tới Anh bao nhiêu lần rồi mà nên dùng thì gì? How many Việc này diễn ra kết thúc chưa hay là diễn ra và đang còn tiếp tục? Cái việc đi Anh á. còn tiếp tục. Really? Cái việc đi á thì nó là nó kết thúc luôn hay là nó sẽ kéo dài hoài cái việc mà con tới Anh á? Dạ, kết thúc. À, trừ khi học tiếng Anh thì nó mới kéo dài hoặc sống ở một nơi nào đó hoặc đang làm công việc gì đó thì nó kéo dài hoài thôi.
Còn tới rồi thì thôi. Vậy thì mình dùng ủa bạn đã và đang tới đó được bao nhiêu lần rồi? Cũng được, cũng được. Tôi đã tới đó được vài lần rồi. I've been there for a few times. Cũng được. Rồi, vậy ở chỗ này mình chia gì? Ví dụ nè. I've been there before. I've been there for a few times. Đấy. I've been there for a few times. I've been there for few times. Rồi, nhớ vờ lên nha con. I've been there for a few times. 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 Yes. Okay. Thank you. Rồi, vậy thì mình sẽ đọc sao đây? I've I've been there for a few times. 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 Time. 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 Okay, time. Okay, sau con này mình chiên sao? Bạn đã và đây bạn đã đến anh được bao nhiêu lần rồi? How many times do you went to event? À, do you when là con cũng ngộ lắm á con. Câu hỏi mà có vốn hai là chưa có. Ha, trong câu hỏi và câu phủ định là đưa về nguyên mẫu trừ cái thì tiếp diễn và thì hoàn thành ra. Thì câu hỏi câu phủ định về nguyên mẫu là do you go thì ok. Nhưng mà ở trong bài này nó không hỏi vậy. Bạn đã đến được bao nhiêu lần rồi? Một là quá khứ đơn, hai là hoàn thành. Thế thôi. Sau nếu mà hoàn thành thì mình sẽ chiên sao? Hả? Ừ. Coi câu hỏi có thể hoàn thành nè. Many times? Rồi sao nữa? Many times you went to England? Phải không? Không được. Câu went to England là thì quá khứ đơn mà quá khứ đơn á, thì nó lại không phải quá khứ đơn thì cũng phải là did you go to chứ không được là do you go to. Rồi. Sao? Dùng thì hoàn thành đi, thì hoàn thành thì sao? Hình thành là Have you? have you go to Ireland? À, go Have hay go? you Verb 3 của go là gì? gone? À, rồi. Đấy. How many times have you gone to England? Rồi. Yeah. Đấy. Tiếp. I chấm chấm all morning and my homework still isn't finished. I have worked I have worked all mornings, hả? All Rồi, tôi đã và đang làm việc cả sáng, hả? I've present perfect simple and present continuous present perfect continuous chứ không phải là present chứ không phải là present continuous. Right. Hiện tại hoàn thành với hiện tại hoàn thành tiếp diễn là as have been verb 3 verb ed verb 3 verb in. À, I've been working. I có nghĩa là nhấn mạnh việc đang và đã diễn ra. Còn này chỉ đơn giản là việc kéo dài từ quá khứ tới hiện tại thôi. Thế I've never done là đúng rồi nào. We haven't learned for long. We started a week ago. Đó giờ thì con này mình có thể dùng quá khứ hiện tại hoàn thành tiếp diễn được không con? Mình có thể nói là we haven't been learning for long. We started a week ago không? Bữa giờ tôi học chưa có lâu đâu thì mình có thể nào dùng be been verb in không?
Con nghĩ là có thể. Ừ. Vậy nếu câu này chuyển về present perfect continuous á, thì mình sẽ chuyển sang. We We wait a minute. Đây, đây present perfect continuous nè. Đấy. Đấy, we have been singing. Rồi. Rồi, bây giờ câu này đổi sao? Dạo này tụi tôi chưa có học lâu đâu. Rồi. We have. Rồi sao nè? We haven't là đúng rồi đó. Rồi sao nữa? Làm sao để nó thành hoàn thành tiếp diễn? We We haven't. Hoàn thành tiếp diễn có cái gì nó khác hoàn thành bình thường? have. À, có been Sorry. hoàn thành mà phải been rồi sao nữa, verb thì chi làm sao, làm sao verb gì Ba đâu, hoàn thành tiếp diễn mà perfect continuous nè, we have been singing, vậy yeah, we haven't been learn sao. Learning. Ừ, dạo này tụi tôi không có học nhiều đâu. Mới chưa học lâu đâu. We haven't been learning. Rồi, they've always wanted to serve. Rồi, want với need này nọ với have thì thường nó ít khi mà chỉ ở tiếp diễn lắm nha con. Want, need, have thì thường là chưa đơn không mà ít chi tiếp diễn ghê lắm. Hiếm lắm. À, how many times have you gone to England thì ok. Cái việc mà đi Anh này nó có phải là đang diễn ra không? Nó đã kéo dài từ quá khứ tới hiện tại là ok rồi đó, nhưng mà nó có đang diễn ra ngay bây giờ không? Không. À không thì mình để con được rồi ha. Tôi sáng giờ ta làm việc á, tôi làm giờ việc cả sáng luôn á và bài tập cũng chưa xong luôn. Vậy thì mình nên dùng cái gì ở đây? Nhấn mạnh tính liên tục. Cả sáng, cả tối, cả tuần qua, cả năm nay. Đấy thì mình dùng cái sự liên tục đó thì mình nên dùng thì gì? Thì Ừ, hoàn thành tiếp diễn. Vậy thì mình chia sao? Ai? Hoàn thành tiếp diễn rồi mà. I have been working. Hả? Okay, all morning. All morning. I have been working all morning nè. Rồi. My homework still isn't finished. She chấm chấm a month now. She'll be home next week. Rồi. Cả tháng nay đi du lịch rồi. Bây giờ tuần tới về nhà. Vậy thì dùng thì gì? Tôi không biết. Có cần phải nhấn mạnh cái tính liên tục của cái sự du lịch không? Dạ hả. À, vậy thì mình chưa hoàn thành đi. Làm sao? She. She Have he has. has? Yeah, No, has. has. Rồi sao nữa? Verb mấy? Bóp. Dạ bóp 2. Ấy dò. Ba. Verb 3, verb ed, verb 2 là dùng cho quá khứ thôi. Rồi. Has travel rồi chi sao? Qua bộ. Qua bộ. Qua bộ. Em đi đi. À, thêm đi động sao? Travel tờ hay travel the? Qua bộ. Con không nhớ. Con thấy L là rung hay không rung?
Vậy luôn. Cái rung thành tờ hay đờ? Em còn nhớ. Dạ rung hình đờ. Đó, đờ nó rung nè. Đờ, đờ. Còn tờ không rung nè. Đấy, nên traveled, traveled. Travel. Đấy. Đấy, see. Traveled. Traveled. Travel. Travel. Traveled. That's it. Next. Next. Nghe. Let's listen. Đây là một bài ôn tập ha. Học hoài mà nó không hết cuốn sách con. Lạ rứ. 1.37. View 2. Exercise 4. Listen to see which of the things below did John Garden do and which are Lily's plans. Huh. Rồi xem thử cái nào là của John did and which one is Lily's plan. Let's see. Hi Oscar, how was school today? Quite good. We were learning about John Goddard. Who? John Goddard, an American adventurer and explorer. When he was 15 years old, he made a list of 127 things he wanted to do in his life. Lots of people do lists like that. I know, but John Goddard was different. He wasn't much older than you are now, and his goals weren't easy. He wanted to climb up the world's highest mountains, kayak down the longest rivers. Oh, okay. So the first thing that... Hey Oscar, how was school today? Quite good. We were learning about John Goddard. Who? John Goddard, an American adventurer and explorer. When he was 15 years old, he made a list of 127 things he wanted to do in his life. Lots of people do lists like that. Okay, so when he was 15, what happened? He made cái gì? He made a 127 things. He was 15 years old. He made a list of 127 things. He made a the list of 100, how many? When he was 15 years old, he made a list of 127 things. 127 things. 27 things. Things. Things, and often things. 127 things he wanted to do in his life. Life, nghe hợp lý nhất. Lots of people do lists like that. I know, but John Goddard was different. He wasn't much older than you are now, and his goals weren't easy. His goals weren't easy. Cái mục tiêu của ông ấy thì không có dễ dàng. But... wanted to climb up the world's highest mountains, kayak down the longest rivers from beginning to end, jump out of a plane with a parachute. Okay, so now, bây giờ mình sẽ vô cái phần coi what, let's see what he did. Longest rivers from beginning, the world's highest mountain, easy. He wanted to climb up the world's highest mountain. Right.
He wants to climb up. He wanted to climb up. Climb, chữ này nó là climb nha. Đây. Climb, climb. 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 Right, he wanted to climb. Climb cái gì đây? Climb up the world's highest mountains. Mountain. À, còn nguyên khúc trước nữa con. The world's. He wanted to climb up the world's highest mountains. World's highest mountain. Yes. Kayak. Yes, so ở đây thì mình sẽ cho âm này vô. Là ông, did he do it or he just wanted? Là ông muốn thôi hay là ông làm chưa con? Thì ông muốn. À, ông muốn thôi nhưng mà thôi kệ, cứ bỏ tên ông vô đây cái đó nha. Rồi, next. Down the longest rivers from mountains. Kayak down the longest rivers. Rồi, what else? Cái gì đó, longest mountain. Really? Not longest mountains. Longest. Làm sao mà mountain mà long được? Highest mountains. Kayak down the longest rivers. Longest. River. Yeah, rivers. But what did he do with the rivers? Huh? Làm gì mấy với mấy cái rivers này giờ? Kayak down the longest rivers. Kayak. 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 Down the longest rivers. Kayak down the longest rivers. Đọc luôn con. Kayak down the longest rivers. Kayak down the longest mountains. And kayak down the longest rivers. Câu trả lời nó nằm vòng vòng ở trong này nha. Nhưng mà đây. See. Kayak. 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 Kayak hay là kayak? Kayak. Kayak. No, no, no. See? Kayak. Kayak. No. Kayak. 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 No, yak đâu mà yak. Nó bị mất chữ y dài rồi, y dài thành y ngắn. Thành kai và ak. Kayak. Kayak. Ừ, kayak. Rồi, next. From beginning to end. Jump out of a plane with a parachute. Right. What else? What did he do next? Jump out of a plane with a parachute. With parachute. Yeah, parachute. But what did he do? From beginning to end. Jump out of a plane. Longest rivers from beginning to end. Jump out of a plane. Jump. Jump out of a plane. Rivers from beginning to end. Jump out of a plane with a parachute. Yeah, jump out of a plane with a parachute. Con thấy nó đọc nói khủng khiếp không? Jump out of a plane with a parachute. A jump out of a plane. Tại mình tại so here we go. Đây mình sẽ có jump out of a plane with the parachute. With the parachute. Jump out of a plane with a parachute. Parachute. Again, please. Nguyên câu nha. Jump out of a plane with a parachute. Right. Jump out of plane with a parachute. Rồi, con nói là jump out of a plane with a parachute. Jump out of plane with a parachute. Rồi, con nhìn xuống dưới đây con nói nè. Jump out
the ha, âm rung thành the. Jump out the plane with the parachute. Jump out of the plane with a parachute. No. Con không có nói. Nếu mà con không nói, sau này người ta nói con không hiểu. Con hay thấy nè, pờ ao ao thành pow, tờ over up thành tough, nhưng mà giọng Mỹ rung nên thành the. Jump pow, the vờ over hình vờ, plane with the. Đấy, đờ đờ nè. Jump out of a plane with a parachute. Again, please. Out of a plane with a parachute. Sao con không đọc nói? Con nói đây nè, mình có Trump, Pau, Dove, ấy, vỡ, plane, rồi. Trump, Pau, Dove, plane. Plane. So, with the, ấy, con phải nhìn vô cái phiên âm á. Parachute. With the parachute. Okay, lại nha. Jump out of the plane with the parachute. Jump out of the plane with the parachute. Okay, that's good. Alright. Here we go. Đấy. Jump out of the plane with the parachute. Thầy phải nói nè. Ha. Nhìn nó cứ phụ âm gặp nguyên âm là mình sẽ nói. Jump out of... Đây là vờ nha. Đây là nhìn là vờ nhưng thực ra nó đọc là vờ. Vờ... Of a... Tầm of a plane. With the... Đây nhìn thờ nhưng là the. With the parachute. Again, please. Jump out the plane with the parachute. Plane. Plane này mình nhanh lên cô chỉ lưu ý cho con cái ẩn thôi chứ mình không phải là đọc plane mà là plane. 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 Yeah, plane, huh? Okay, nên mình phải tập nhiều hơn để cho quen. Rồi, next. Vậy là ông này lại nhảy khỏi máy bay ha, với cái dù. Tiếp, parachute. Thì nó có lại nhiều loại dù lắm. Let's see. Parachute, để coi. Đây, đây là parachute nè. Rồi, it looks fun. And hike across the Grand Canyon. What else? Yo. Plane with a parachute and hike across the Grand Canyon. Jump out of a plane with a parachute and hike across the Grand Canyon. Một trong mấy cái này nè. Cái gì đó? Hike across. Đúng rồi đó. Tìm đi. Nó đó. Giờ mình bỏ này ha. Rồi. Rồi. Bỏ này. Đó. Bỏ này. Rồi, còn nào nữa? Con nghe ra đúng rồi đó. Beginning to end. Jump out of a plane with a parachute and hike across the Grand Canyon. Ra chưa? Thấy con nào chưa? Dạ chưa. Rồi, bây giờ đọc ha. Con đọc mấy con này thử. Cycle around Australia. Cycle around Australia. Yes, around là gì? Dạ vòng quanh. À, cycle là? Đạp xe vòng quanh. Rồi, dive off cliffs in Hawaii. Dive là gì? Dive. Nhảy khỏi cái vách á. Hả? Đây.
Đấy. Đã không? Đã Yeah. ha? Yeah, looks fun. Đấy. You just dive off the cliff là như thế này nè. À. Đấy. Dive off the cliff, nhảy khỏi cái vách núi. And so he dive off cliffs in Hawaii, hike across the Grand Canyon là gì con? Hike là gì? Hike. Go hiking á. Đây. Đây, rồi, go hiking này là làm gì đây? Đi bộ. À, đi bộ đường dài, đi bộ leo núi á, gọi là go hiking. Rồi, go hiking across the Grand Canyon là gì? Đấy, là đi bộ leo lên Grand Canyon. Đấy, tại vì hẻm núi nổi tiếng của Mỹ. Rồi, next, learn three foreign languages là gì? No, no, no. Learn three foreign languages. Học ba. Language là gì? English is a language. Ngôn ngữ. Foreign. Foreign là nước ngoài. Foreigner là người nước ngoài á. Yeah, foreign languages là gì? Tiếng. Okay. Foreign, foreigner, foreign languages. Foreign. Đấy. Foreigner, foreigner, foreign. Đấy. Foreign, foreigner, foreign languages. Again, please. Foreign. 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 Yeah. Cong lưỡi lên chỗ R ha. Foreigner. 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 Foreign languages. Rồi. So, sail nha. Đầu là sail. Sail around the world. Nghĩa là gì? Đây. Làm gì đây? Xung quanh. Xung quanh gì? Không. Lái thì vòng quanh thế giới. That's right. Ha. Gọi là sail nha. Ha. Sail around the world. Đọc nhanh nó thì thành sail nhưng mà thực tế nó là sail. 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 No, nó là sail. Nếu đọc sail thành bán á, sail là thành bán nè. Sail around the world. Sail around the world. Around the world. The world. 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 Rồi con coi hai chữ này nghe có khác nhau không nha. Sail. 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 And. Đây. Sail, sail, sail. Con mặc dù nó nghe giống sail nhưng mà con vẫn phải đọc là sail, sail, sail. Nghĩa là say, đây là âm A nè, say và L, L, sail, sail around the world. Again, please. Sail, sail. Around the world. Around the world. 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 Okay. Okay. So, bây giờ xem thử này là cái nào trong đó nha. Kayak down the longest rivers from beginning to end. Jump out of a plane with a parachute and hike across the Grand Canyon. Rồi. What's next?
What's next? Let's listen again. Not like one of these. Huh? Một trong mấy này thôi con. End. Jump out of a plane with a parachute and hike across the Grand Canyon. Jump out of a plane with parachute and hike across the Grand Canyon. Okay. Nó sẽ đọc là hike across. And hike across the Grand Canyon. Oh. Hike across the Grand Canyon. Hike across. Parachute and hike across the Grand Canyon. And hike across the canyon. Có chữ crane cũng bỏ nữa. Rồi. And among all these extreme adventures, he also planned to read the whole Encyclopedia Britannica or learn to speak 3 foreign languages. Read the whole Encyclopedia Britannica or learn to speak 3 foreign languages. What else? The whole Encyclopedia Britannica. Or learn to speak 3 foreign languages. Also plan to read the whole Encyclopedia Britannica. Or learn to speak Britannica. Or learn to speak 3 foreign languages. Britannica. Or learn to speak 3 foreign languages. Speak 3 foreign languages. To speak 3 foreign languages. Learn to speak 3 foreign. Or learn to speak 3 foreign languages. Sao con đọc hồi nó từ từ mỗi từ nó mất một chữ vậy con? À, foreign thì thành four languages, thì thành còn language. Learn to speak 3 foreign languages. Learn to speak 3 foreign languages. Again, please. Learn to speak 3 foreign language. No. Foreign. Foreign nè, tính từ nè, thuộc nước ngoài nè. 3 foreign languages. Learn to speak 3 foreign languages. Again, please. Learn to speak 3 foreign languages. Okay. Foreign không có chờ đâu nha. Foreign languages. Foreign languages. Okay. Wow! Did he do it all? He did over 100 things from the age of 15 until he died. He inspired many people to be like him, to dream, make lists, and explore the world. Right. He inspired many people. Inspire, truyền cảm hứng, to dream and to cái gì đó. Right. Oh, I want to be like John Goddard. I want to be like John. Like Goddard. Nghĩa là gì con? Ta muốn thích John hả? Nhỏ của John. Phải không? Huh? I want to be like John Goddard. Nghĩa là sao? To be like nghĩa là thích hay là giống? Giống. À, tôi muốn giống John. I want to be like him. Hoặc là I'm like him là tôi giống ổng. I want to sail around the world, cycle around Australia. Right. What does she want to do? What does she want to do? I want to... John Goddard. I want to sail around the world. Sail around the world.
là sail, sail around the world. Or the world. Oh, I want to be like John Goddard. I want to sail around the world. Nghĩa là cái nào đó con? Nào á? Sail, sail, huh? Sail around the world. Right. Next. Cycle around Australia. You know. Cycle around Australia. Okay. And dive off beautiful cliffs in Hawaii. Around the world, cycle around Australia and dive off beautiful cliffs in Hawaii. And dive up cliffs in Hawaii. Around the world, cycle around Australia and dive off beautiful cliffs in Hawaii. Cliffs in Hawaii. À, dive off. Con cũng chừa hai chữ ra con không đọc nữa. Rồi, hôm nay Nhân có học không con? Dạ, hình như là có. À, bữa nay em cũng... Có đúng không? Không có chuyện gì đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, không có chuyện gì thay. Rồi, thank you. Và mình còn 10 phút chưa học ha. Thì mình sẽ dồn. Mình sẽ dồn vô một bữa. Để tạo thành một bữa luôn. Rồi mình học bù bữa đó luôn ha. Dạ. Thank you con. Dạ. Bye bye con. Dạ.